xin chào tất cả các anh chị và chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh ezt đầu tư tăng trưởng với những chia sẻ minh mong và minh tin có thể mang lại nhiều kiến thức vì không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ cùng làm việc với nhau trên kênh đầu tư chứng khoán anh chị ha. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ lại gặp nhau vào các buổi chiều hàng tuần sau bên giao dịch thì cũng rất mong rằng em Minh và cộng sự của mình cũng sẽ được tiếp tục hỗ trợ anh chị đặc biệt là trong những cái bối cảnh thị trường khó khăn và nhiều biến động như này. Và em Minh tin là không ít thì nhiều mà không nhiều thì ít thì cũng chắc chắn cũng sẽ hỗ trợ được cho anh chị rất nhiều cho các vấn đề về đầu tư để nhà đầu tư có thể ở lại với thị trường coi đây là một kênh đầu tư chứ không phải là kênh cơ anh chị ha. Ok thì chúng ta cũng cùng quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay đó là chúng ta cùng view qua về thị trường một chút. Thị trường của chúng ta ngày hôm nay tăng 16,56 điểm tương ứng với 1,28% và cái giá trị giao dịch của thị trường cũng thấp hơn hôm qua chỉ đạt là 16.756 tỷ. Về cái độ phân bổ dòng tiền thì ngày hôm nay cái dòng tiền nó cũng lan tỏa ra khá là nhiều các nhóm ngành, hầu như là hầu hết tất cả các nhóm ngành với 389 mã tăng và chỉ với 80 mã giảm thôi. Và anh chị có thể thấy là cái kênh nến hôm nay nó cũng đã là một cái nến có cái dâu nến ở trên thì đây là cái đây là cái lý do là ở gần cuối phiên thì thị trường của chúng ta cũng có những cái lực chốt lời khá là mạnh thì để quan sát điều đó chúng ta có thể quay lại cái nến 3 phút và anh chị có thấy lực bán nó đã xuất hiện từ lúc khoảng tầm hơn 1 giờ và cái thanh khoản bán nó cũng rất là lớn đó chứ không phải là nhỏ Ok, bởi vì thị trường nó lên như này thì nó gặp cái lực chốt lời nó cũng là đơn giản dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Và cái tình hình chung của thị trường thì ngày hôm qua với ngày hôm nay là hai phiên tăng tốt của thị trường. Nhưng đâu đó em cũng thấy chưa có một sự chắc chắn, chưa có một sự chắc chắn ở cái thị trường này. Đó, khi mà thị trường sắp lên đến cái vùng cảt là 1330 này Uh, thì ở đây anh chị có thể thấy nó cũng có một cái gáp và đây cũng là một cái vùng mà cái xuất hiện những cái lượng cung rất là nhiều và thị trường của chúng ta cần phải xử lý hết được lượng cung ở vùng cả này thì nó mới có thể tiếp tục đi lên được đúng không ạ ngày hôm nay anh chị có thể thấy rất nhiều những cái mã cổ phiếu những mã cổ phiếu nó tím như này đúng không ạ rất nhiều mã cổ phiếu nó tím như này nhưng mà cái thanh khoản của nó thì không có nhiều thanh khoản của nó không có nhiều bởi vì đây chỉ là những cái cổ phiếu mà nó hưởng ứng cái 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 uh cái 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 sự bật tăng của thị trường trong hai phiên vừa rồi thôi chứ thực không phải là không phải là nó có nó có cái yếu tố dòng tiền đi vào để mà đánh nó lên nó mà vừa hôm qua thì chúng ta cùng cũng đã cùng nhận định với nhau là ở cái phiên này cái phiên mà thị trường wash out này rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư mà đang đeo bám ở, ở thị trường thì chúng ta đã cùng nhận định đây là một cái 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 phiên mà rất là đẹp của thị trường và nó có cái sự phân hóa mạnh giữa các, nhóm ngành đó ngày hôm qua thì cái nhóm ngành bất động sản thì nó cũng lăn ra là sàn lăn ra sàn rất là nhiều và có những cái nhóm ngành nó bật tăng rất là tốt ví dụ như là năng lượng đúng không ạ lương thực đó Ok thì hôm nay chúng ta cùng sẽ cùng quay lại nhóm ngành bất động sản đúng không ạ? Ngày hôm nay nhóm ngành bất động sản thì uh, nó có những cái cổ phiếu như là đất xanh này, GVR này, IDC, LDG và Nam Long thì là những cái cổ phiếu mà tăng trần ngày hôm nay. Nhưng mà anh chị có thể thấy cái cái, cái vốn tăng trần của nó không hề lớn đúng không ạ? Cái vốn tăng trần của nó không hề lớn. Đây LDG đây cũng tăng trần đây, Nam Long tăng trần đây. Thì những cái vốn tăng trần nó không hề lớn như những cái cổ phiếu đạt phương này đạt phương này thì đâu đó nó đã xử lý được hết những cái lượng cung ở cái vùng cả này thì nó bật tăng cũng là chuyện dễ hiểu thôi nhưng những cái cổ phiếu như là sale này đó cũng tạo một cái mức tăng đến những cái cả này và bị bán cột đầu và đích đó cũng đến cái cả này và nó đã bị bán cụt đầu chưa cả lên đến cả luôn thì đây là những cái cơ hội mà chúng ta nếu ai anh chị nào mà đang kẹt ở cái vùng trên này thì chúng ta uh, sẽ chờ đợi những cái phiên uh, hồi phục như này để chúng ta thoát ra và ngày hôm qua em cũng đã nói trong cái video của em, của, của em ngày hôm qua thì là những anh chị nào mà đang kẹt ở đích ở xeo hay là những cái cổ phiếu bất động sản nó có cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn thì chúng ta hãy canh những cái nhịp hồi phục của thị trường này để chúng ta thoát hàng anh chị nhé bởi vì cái yếu tố vĩ mô nó cũng đang không ủng hộ những nhóm ngành bất động sản này đó, vậy nên là chúng ta cái thời điểm này thì chúng ta nếu chúng ta mua thì chúng ta chỉ đánh cái nhịp T cộng thôi chứ chúng ta không thể nắm giữ lâu dài được, đó anh chị ha, đó và chúng ta cùng quay lại một cái nhóm ngành ngày hôm nay nữa được chú ý đó là nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành ngân hàng thì ngày hôm nay cũng có những cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng tăng trần như là SHB và STB đúng không ạ, à, ngoài ra thì cũng có liên việt, postbank tăng trần, nhưng cái von tăng trần ở đây em cho thấy là không có nhiều thuyết phục ạ? Anh chị có thấy đối với liên Việt ở đây thì nó cũng đang gặp một cái vùng cản ở ở trên này thì đâu đó phiên ngày mai hay là phiên ngày kia thì chắc chắn nó cũng sẽ gặp một cái nhịp điều chỉnh ở ở đây thôi. Đó và có thể là cổ phiếu này nó cũng sẽ điều chỉnh xuống đây để nó xử lý những cái vùng cản ở trên này hoặc là có thể nó uh, bật tăng được nhưng mà ngay trên đầu nó cũng đã cũng đã có một cái vùng cản nữa, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy quan sát vận động của nó quan sát vận động của nó nếu mà nó điều chỉnh lại thì anh chị nào thích tham gia thì chúng ta có thể tham gia nhưng mà em không ưu tiên cái dòng ngân hàng thời điểm hiện tại anh chị nhé bởi vì nó cái dòng ngân hàng nó là cái dòng có vốn hóa rất là lớn mà để nó bật tăng một cách mạnh mẽ thì nó cũng cần một cái lượng tiền rất là lớn và cái những cái dòng tiền thông minh thì, thì hiện tại nó đang không nằm ở trong những cái nhóm cổ phiếu này vậy nên chúng ta sẽ tìm những cái nhóm cổ phiếu khác để chúng ta tham gia đầu tư và chút nữa em cũng sẽ nhắc lại cái nhóm cổ phiếu mà em cũng đã nói với anh chị ngày hôm qua mà có được cái dòng tiền quan tâm và được vĩ mô ủng hộ anh chị nhá đó thì trong quá khứ chúng ta cũng đã biết rồi đúng không ạ nhận định này thì chúng ta dựa vào những cái thống kê trong quá khứ thì những cái nhóm ngành ngân hàng này ví dụ như con MBB đúng không ạ khi mà nó cũng đã có cái nhịp tăng mà sắp vượt đỉnh ở đây đúng không ạ đó thì nó cũng chỉ tăng được vài phiên sau đó nó đã bị bán ngược trở lại theo thị trường kể cả vi banh cũng thế đó ồ oh, ngân hàng tăng đúng không ạ nổ vôn rất là lớn đúng không ạ đó được hai phiên đó sau đó nó rơi theo thị trường và sau đó nó không còn còn phiên nào nổ vôn để bật tăng nữa đó và những uh, những cái pha trong quá khứ của ngân hàng cũng thế khi ngân hàng tăng được tầm 1 đến 2 phiên thì chắc chắn phiên thứ ba hầu như là vậy tầm 80 là những cái cổ phiếu ngân hàng nó bắt đầu chỉnh và chỉnh là là những anh chị nào mà ôm cổ phiếu ngân hàng mà đánh, đánh đánh đầu cơ ấy, Tính đánh, đánh lướt ấy, ạ. thì bán ra ồ ạt Thì nó không thể lên được tức là nó nó đây đây là em đang thống kê những cái cổ phiếu mà nó mạnh nhất dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại đó là VBank và MB anh chị nhá ví dụ như những cái cổ phiếu như là liên việt bốt banh này thì đây nó bị đám rất là sâu rồi lên trên nó còn rất là nhiều cản đúng không ạ còn rất là nhiều cản vậy làm sao mà chúng ta phải rót tiền đầu tư đầu cơ vào những cái uh, cổ phiếu mà nó đang ở dưới đáy này đúng không ạ chúng ta chúng ta phải đầu cơ đầu tư vào những cái cổ phiếu mà nó đã có cái sự hồi phục rõ ràng và được dòng tiền quan tâm đó và cái nhóm ảnh đấy là cái nhóm ảnh nào thì hôm qua em đã, cũng đã nói cho anh chị trong cái video này đó đây thường ở cái thì phút theo em đánh tầm giá à... đây là một cái giai đoạn mà nó không à, 23 nó không... 23 không phút à, uh... gom cái cổ phiếu này anh chị ha đây 23 25, ngày hôm nay cũng đã thì em uh... nhá em, em có đây nói là nó chị cũng lại liên là quan đến cái xuất khẩu ý đến... mà xuất khẩu thì sao thì Mình dòng thì... cao su đúng không ạ chúng ta hãy chú ý đến cái dòng cao su thì dòng cao su thì hôm qua trong video này xuất khẩu nói phép tăng lãi suất thì những cái doanh nghiệp mà nó xuất khẩu thì ngày hôm nay thì nó cũng đã là là có một cái mức tăng rất tốt với cái dòng tiền vào khá là mạnh Đấy, DPR hôm nay tạo một bức mức tăng trần với cây vôn to kỷ lục. Đó, với cây volume to kỷ lục và nó đã xử lý hết. Những lượng cung ở cái vùng cả này nó hấp thụ hết. Đó, sau đó DRC ngày hôm nay cũng có một cái mức tăng rất là tốt. Nhìn về đồ thị kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy DRC là nó đã có một cái nhịp uh, hồi phục ở đây và nó tái tích lũy ở cái vùng này. nó tái tích lũy ở vùng này để xử lý hết những cái lượng cung hàng ra ở đây và sau đó nó cũng đã bật tăng ba phiên nhưng do uh, lên đến trên này cái lượng cung nó nhiều quá thì nó đã bị bán cụt đầu như này nhưng mà nó cũng là một cái cổ phiếu mà nó có cái dòng tiền nó đang tham gia với cái volume là lớn dần đó anh chị có thể thấy thanh khoản tăng dần đó thì càng lên trên này thì sẽ càng nhiều cái lượng cung hàng nó ập vào ập vào. Nhưng mà những cái cổ phiếu này nó đã đã hồi phục được một nửa rồi và nó rất gần cái đỉnh cũ rồi. Và cái xung lực của nó càng ngày càng tăng lên thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư vào những cái cổ phiếu như này. Đó. Đây như cả DPR cũng thế, nó đánh lên rồi nó chỉnh, nó đánh lên nó chỉnh, đánh lên nó chỉnh và có cái phiên rũ bỏ rất là tốt vào ngày mùng 7 tháng 6 này, tức là ngày hôm qua thì em cũng đã cho anh chị bên em tham gia. Đấy và cả cổ phiếu DRC nữa thì ngày mai T3 hàng đã về rồi thì cũng có một cái số lợi nhuận khá là tốt rồi, đúng không ạ? đây ví dụ như là DRC đây ạ đó DRC đây DRC em cho anh chị bên em mua từ ngày mùng 6 tháng 6 với giá là 29 59 thì tức là uh, DRC thì nó sẽ nằm ở cái vùng này đây hai uh, vùng 29 là loanh quanh cái vùng này đó và ngày hôm mai là ngày T3 hàng về thì chắc chắn lợi nhuận đâu đó nó cũng rơi vào khoảng tầm uh, gần chục phần trăm đó, gần chục phần trăm nếu ngày hôm nay nếu ngày mai mà nó mà nó tăng thêm một cây nữa thì nó được khoảng độ tầm 10% anh chị nhá đấy thì tại sao là cái yếu tố kỹ thuật nó ủng hộ những cổ phiếu này thế còn yếu, yếu tố vĩ mô và nhóm ngành thì sao thì anh chị có thể biết là cái mảng cao su này thì nó có hai cái mảng sản xuất đó là mảng cao su tự nhiên và mảng cao su nhân tạo đúng không ạ và cao su nhân tạo thì nó sẽ được sản xuất bởi hai cái nguyên liệu chính đó là than đá và dầu mỏ thì khi mà giá dầu tăng cao như thế này ạ thì chắc chắn là cái chi phí nhập nguyên liệu đầu vào của những cái nhóm ngành cao su này nó sẽ cao lên dẫn đến cái chi phí sản phẩm đầu ra nó cũng sẽ cao lên và khi cao su nhân tạo nó được giá nó 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 bị lên ấy thì chắc chắn là cao su tự nhiên cao su tự nhiên nó cũng sẽ phải tăng giá theo để nó để nó cân bằng lại cái lợi nhuận đúng không ạ và những cái những cái doanh nghiệp mà nó có cái quỹ đất mà trồng cao su rất là lớn thì nó cũng sẽ được hưởng lợi trong cái giai đoạn này và đấy là cái luận điểm đầu tư về vĩ mô cũng như về cơ bản của những cổ phiếu mà em đã nhắc ở trên. Đó, về còn về yếu tố kỹ thuật thì em cũng đã phân tích cho anh chị ở trong cái video hôm qua và cũng um, và cũng trong video ngày hôm nay thì em cũng nhắc lại rồi. Đó đấy thì cơ bản đấy là nhóm ngành cao su thì những cái nhóm ngành mà có thể đầu tư thì ngày hôm qua em cũng đã giới thiệu cho anh chị trong video rồi đó và cái cổ phiếu này cũng là cái cổ phiếu em nhắc đến hôm qua đó là cổ phiếu hà đô đúng không ạ hà đô thì là một cổ phiếu mà uh, hiện hiện tại thì nó cũng đã có một cái mảng kinh doanh mới tức là mảng kinh doanh năng lượng và nó cũng có vài cái thủy điện nó xây vài cái thủy điện rồi và nó cũng sẽ có lợi nhuận trong quý này thì những cái nhóm ngành năng lượng nó đã được hưởng lợi trong cái thời gian gần đây thì anh chị đều có thể biết đó là những cái cổ phiếu như là NT2, PC1, GEG đúng không ạ thì chúng ta không thể không nhắc đến Hà Đô và Hà Đô cũng có một cái cây nổ vôn vào ngày 7 tháng 6 rất là to ở đây và ngày hôm nay thì nó cũng đã hưng phấn nó mở gáp Và uh, cuối phiên thì nó cũng tạo một cái cây nến xanh như này Cây nến spinning top như này Thì em mong là nó sẽ điều chỉnh về cái vùng giá 5152 này Để chúng ta có thể tham gia anh chị nhá Và nó cũng chạm đến cái cản này rồi Thì chắc chắn là nó cũng sẽ một là điều chỉnh Hai là nó sideways để nó xử lý cái vùng cản Sau đó nó mới có thể tăng tiếp được đúng không ạ? Khi dòng tiền vào lớn như thế này rồi thì người ta chắc chắn không sẽ người ta sẽ không chốt lời ở cái vùng giá thấp này đâu và người ta cũng sẽ phải kéo lên thì người ta mới chốt lời được anh chị ha đó và nhắc đến về cái vấn đề thị trường ngày hôm nay thì uh, ngày hôm qua em cũng trong cái video thì em cũng nhắc đến cho anh chị ở cái đầu video là chúng ta không nên mua fomo ở trong cái phiên sáng ngày hôm nay anh chị nhé bởi vì sao bởi vì là ngày hôm nay dòng tiền fomo vào rất nhiều chúng ta đứng ngoài chúng ta có thể quan sát được từ khoảng uh, lúc mở mà mở phiên từ khoảng 9 giờ 15 đến khoảng gần 11 giờ anh chị có thể thấy nhé cái 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 sức bật tăng nó nó không không, không nhiều đúng không ạ nó không nhiều đến khoảng 10 rưỡi này, này đấy cái thanh khoản nó cũng không lớn sau khi đến cái lúc 11 giờ sau 11 giờ thì nó cái 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 mức tăng nó rất là là thốc lên như này thì các nhà đầu tư mới ao ao ao, ao phô mô vào bởi vì nghĩ trước đó là à tăng như này kiểu gì chiều trả giám đúng không ạ tăng nhai thì kiểu gì chiều trả giảm lên từ từ đã đợi chiều có giá tốt mà mua nhưng mà sau đến khoảng sau 11 giờ thì thị trường bất ngờ quay xe tăng rất là mạnh cũng không phải là quay xe mà là cái mức tăng nó bắt đầu mạnh dần lên nó thốc dần lên thì nhà đầu tư ao, ao ao FOMO dẫn đến thị trường ngày hôm nay có rất nhiều mã tím. Thị trường này có rất nhiều mã tím. Mà anh chị cái thời điểm này, cái thời điểm mà thị trường đang rất là hưng phấn và rất nhiều mã tím như này thì là thời điểm chúng ta phải cảnh giác anh chị nhá. Phải cảnh giác với cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường, có thể nó sẽ test về cái vùng nền này. Đó, có thể nó sẽ test về cái vùng này, vùng nền này, đây là cái bản đẹp nhất để thị trường có thể đi tiếp. Chứ nếu mà thị trường mà FOMO như này, mô lên như này thì rất có thể khi đến cái vùng cản 1330 này chắc chắn nó sẽ quay đầu cắm cắm xuống rất là sâu. Đó, khoảng, ít nhất là về cái nền này thì thà là test để rũ bỏ trước rồi mới đi lên thì nó sẽ an toàn hơn anh chị nhé và chúng ta sẽ không mua trong những cái những cái phiên như này và kể cả phiên ngày mai cũng thế chúng ta uh, nếu mà thị trường nó có giống như hôm nay hoặc là nó cũng tăng điểm tạo cây nến xanh thì chúng ta cũng không mua anh chị nhé chúng ta đợi những cái phiên điều chỉnh của thị trường sâu của thị trường thì chúng ta mới mua ví dụ như là cổ phiếu đất xanh cổ phiếu đất xanh ngày hôm qua là một cái phiên ảo uh, thị trường thì chúng ta mua đất xanh ngày hôm qua mới là hợp lý chứ không phải là ngày hôm nay anh chị nhé bởi vì mua ngày hôm nay cái 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 mức độ cái, cái cái rủi ro chậm tê nó rất là cao và ngày hôm nay anh chị thấy đây anh chị thấy đây hàng hàng người ta múc từ hôm qua rồi đúng không ạ hàng người ta múc từ hôm qua rồi đến ngày hôm nay những cái người múc sau đây hôm nay không ai người ta múc nữa cả những cái người múc sau đây không ai bán cả đấy thế nên là thanh khoản nhỏ nó vẫn tím được chứng tỏ là không có nhiều người bán đúng không ạ mà thị trường xanh như này thì sao ạ thị trường xanh như này chúng ta cũng cũng phải nghĩ đến một kịch bản là không ai bán ít người bán không ai bán chứ không phải là người ta chưa bán đúng không ạ khi mà người ta bán xuống rồi ấy, thì cái lượng cung nó sẽ rất là lớn nó rất là khổng lồ khiến chúng ta không thể trở tay kịp được đó vậy nên chúng ta hoàn toàn phải cảnh giác anh chị nhá tại sao nó tăng dễ dàng như này đúng không ạ tại sao nó tăng dễ dàng như này Ừ thì nó sẽ nó sẽ nó được ủng hộ từ những cái yếu tố như là những cái cổ phiếu ngân hàng những cái cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay nó tăng đúng không ạ nhưng mà anh chị xem nhá anh chị cứ để ý xem thanh khoản nó không nhiều thanh khoản nó không nhiều đó những cổ phiếu này thanh khoản nó không nhiều và trên nó cũng rất là nhiều cản chỉ hễ mà nó bị chỉnh một cái là thị trường nó cũng đi theo luôn đó vậy là chúng ta phải hoàn toàn cảnh giác trong cái trong cái thời điểm này anh chị nhá còn những ngành chứng khoán đây cũng đều gặp cản hết những cái con đứng đầu trong chứng khoán ssi đó đây SSI cũng thế nó cũng nó cũng có một cái vùng cản ở trên này đó và nó hôm nay nó tăng nó cũng bị bán ngược trở lại đó thì có một cái cổ phiếu này thì em thấy là chúng ta có thể ăn nhịp T cộng được đó là cổ phiếu ORS đúng không ạ thì cái vùng cản của nó tít ở trên này cơ đây đó thì chúng ta nếu ngày nếu mà chúng ta tham gia được ngày hôm nay thì chúng ta có khả năng là vẫn đủ cái nhịp T cộng T3 với ORS đó ok Và thì cái nhận định về các mã cổ phiếu thì chúng ta cũng chỉ nhận định những cái mã cổ phiếu nổi bật đó thôi chứ nó cũng không có nhiều và video ngày hôm qua em cũng đã nói hết rồi những cái nhóm cổ phiếu ở những cái ngành nào uh, được uh, hưởng lợi cũng như là những cái nhóm ngành nào mà nó sắp chạy thì em cũng đã nói về, với anh chị ngày hôm qua đúng không ạ à, đảo qua thủy sản một chút thì thủy sản ngày hôm nay thì cũng đã có cái dấu hiệu bị chốt lời đó rồi chứ lời cổ phiếu cmx này cổ phiếu fmc này đó cổ phiếu vhc này đó VSC này thì đây là cũng là một cái mẫu hình của cái sự phân phối anh chị nhé Khi mà nó đi ngang mà nó trần sàn liên tục như này thì đây là một cái dấu hiệu của cái sự phân phối đi ngang ở trên đỉnh và vốn rất to nên là chúng ta cần phải tránh vốn càng ngày càng to. Đó nếu anh chị nào mà đang cầm cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể chốt dần đi là vừa đúng không ạ? Đó và kinh nghiệm của em là cứ lên khoảng tầm 5%, 10% là sẽ chúng ta sẽ chốt 1/5. Đấy chia chia làm 5 phần ra mà chốt. Đấy, chứ không chúng ta không 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 ôm ôm đợi đến đỉnh chúng ta mới chốt nhé bởi vì không biết đâu là đỉnh đâu đó còn nếu mà anh chị nào mà chúng ta chưa có kinh nghiệm giao dịch mà chúng ta cần hỗ trợ giao dịch trong trong phiên thì anh chị có thể liên hệ với em qua cái qua cái số điện thoại zalo trong màn hình nhá, anh chị nhá thì anh chị có thể hoặc là anh chị có thể tham gia anh chị có thể tham gia vào cái room của em em có một cái room là room khuyến nghị free đấy room khuyến nghị free ở đây thì anh chị có thể tham gia ở cái room này và đây là cái room cộng đồng để chúng ta cùng thảo luận thì cái room khuyến nghị free thì nó sẽ có cái gì room khuyến nghị free thì em cũng sẽ khuyến nghị những cái mã cổ phiếu mà nó có thể ăn được nhịp tê cộng có xác suất cao ăn nhịp tê cộng à, đây em cũng đã khuyến nghị anh chị này mic này từ ngày 2 tháng 6 này đó hút này đó đấy anh chị có thể vào đây hoàn toàn miễn phí anh chị nhé anh chị có thể vào đây để có thể tham khảo được những cái những cái chiến lược giao dịch của em có thể là trong phiên cũng như là ngoài phiên anh chị cũng có thể inbox cho em được và em cũng có một cái fanpage là chứng khoán thật, thật dễ dàng thì ở đây thì là cũng là cái fanpage mà em cập nhật những cái tình hình vĩ mô cũng như cái thông tin của thị trường những, những cái nhận định của thị trường trong phiên đúng không ạ và đây ngày hôm nay em cũng đã cập nhật là có một nhóm ngành ảnh hưởng được hưởng lợi từ vĩ mô chưa chạy nhiều nay dòng tiền vào xác nhận đánh nhóm ngành này đó thì đây chính là nhóm ngành cao su mà em nhắc nhắc đến cho anh chị vào phiên hôm qua anh chị nhá đó ok đấy thì nếu mà anh chị nào mà muốn um, vào room em cũng như là uh, cùng em chiến đấu trong uh, trong cái thời buổi thị trường như này thì anh chị có thể liên hệ với em qua cái số zalo ở dưới màn hình nhá anh chị nhé và anh chị nào muốn mở tài khoản vps thì anh chị cũng có thể uh, nhắn với em ở cái số điện thoại dưới zalo thì em cũng sẽ gửi link mở tài khoản cho chỉ 5 phút là mở được tài khoản thôi và khi mà anh chị mở tài khoản uh, dưới cái ID mà em quản lý thì, thì anh chị cũng sẽ được vào cái room khuyến nghị của em đó ngoài room khuyến nghị uh, uh, ngoài room khuyến nghị của em uh, free ra thì em cũng có một cái room khuyến nghị là khuyến nghị uh, những cái anh chị mà mở ID dưới cái dưới cái ai uh, mở tài khoản dưới cái ID của em anh chị nhá đó thì đây là những cái nhận định của của em chi tiết ở trong phiên cho anh chị khách hàng đó. Ok. Thì video của em cũng xin kết thúc ở đây. Và ok, tổng quan thị trường của chúng ta là như vậy Và ngày mai thì chúng ta cũng không vội mở mua mới anh chị nhá Khi mà thị trường hưng phấn như này thì chúng ta chỉ dính chốt lời thôi Chứ chúng ta không nên mua mới khi nào thị trường chỉnh Hoặc là thị trường wash out như này thì chúng ta mới nên mua anh chị ha Ok, xin tạm biệt anh chị và chúc anh chị một ngày giao dịch hiệu quả Ngày mai giao dịch hiệu quả anh chị nhá